Xin chào các bạn nhé. Lần trước thì mình đang quay cái hồ cá là mình làm gần xong rồi đúng không? À, hôm đấy mình quay là mình đang lên khung. Cái video lần trước ấy, mình quay là mình đang lên khung. Hôm nay thì video này bây giờ thì mình đang hoàn thiện rồi. Mình sẽ review lại cho các bạn xem cái hồ cá của mình nha. Đây là đấy, đây. Rồi, cách trang trí. Các bạn thấy không? Đấy. Đây là cái không gian của hồ cá này. Đấy. Cái hồ cá này mình làm lại. Bây giờ và mình đi lên cái hòn Non Bộ lại. Đấy. Đấy. Đây là trên đỉnh nha. Mình sẽ đặt một cái tượng Phật nằm ở trên đỉnh này nha. Đây, trên đỉnh mình sẽ đặt cái tượng Phật. Và dưới này mình sẽ trang trí là hoa, cỏ. Đấy. Đây là cái thác nước. Chỗ này là cái nguồn nước sẽ chảy từ trong này trở ra. Đấy, lát nữa mình sẽ cắm nước vào cho các bạn xem ha. Đấy. Và đây là đường cầu thang, dốc đá. Đấy. Và đây là chùa. Và đây cũng là bụi lan. Đấy. Đây là hồ cá của mình. Đấy. Đây này. Đấy. Đấy. Mình sẽ đây là tự mình sáng tạo và mình không phải là người làm hồ chuyên nghiệp nên mình làm cũng không có được đẹp cho lắm, nhưng mà như thế này thì mình cũng gọi là tạm ưng ý rồi. Các bạn không biết như thế nào, mình mong các bạn ủng hộ cho mình, các bạn like và chia sẻ cho mình, và các bạn cho mình ít bình luận để mình tham khảo ý kiến của các bạn, xem các bạn như có ý kiến gì nó đẹp hơn không để mình cải thiện lại nhé các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nhá. Đây, hoàn thiện, đây là một cái bộ khung. Đấy, đây là khung hồ cá. Đây, để mình dọn dẹp những cái này cho nó sạch ra cho mình, cho các bạn xem. Đây là tủ của hoa súng. Mình để cho vào trong hồ cá này luôn. Đấy. Các bạn thấy đẹp thì các bạn like cho mình. Và các bạn có ý kiến gì đóng góp cho mình cải thiện thêm thì các bạn có thể bình luận ở bên dưới nhé các bạn. Đây là những cái đường nét hoa văn. Đây đường nét hoa văn. Mình đã tạo những lên những cái cổ ghề của hòn đá và những cái thác của dòng nước và những cái đường của bậc thang. Đấy. Đi lên đó. Rồi, chào tạm biệt các bạn nhé.